quý vị và các bạn, như Chào Buổi Tối đã đưa tin, mới đây một người phụ nữ ở Bắc Ninh đã tố cáo chồng lấy phôi thai chữ đông của mình trong một bệnh viện để giúp cho một người phụ nữ khác ở Bắc Giang mang thai. Đây là sự việc hy hữu lần đầu tiên xảy ra trong ngành hỗ trợ sinh sản ở nước ta. Ngày hôm nay, Bộ Y tế đã cho biết sẽ yêu cầu bác sĩ Bưu điện, Bệnh viện Bưu điện lên để làm rõ sự việc này vào ngày 14 tháng 10 tới đây. Cụ thể, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế cho biết đây là sự việc chưa từng xảy ra trong ngành y tế. Và thứ hai tuần tới, ngày 14 tháng 10, Vụ Pháp chế sẽ cùng Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em làm việc với Bệnh viện Bưu điện về vụ việc trên. Cũng theo ông Quang, cần phải xem phôi thai chữ đông đó là do ai quản lý, ai cho, người nào đưa cái phôi đó vào người phụ nữ khác, tại sao đưa, do bệnh viện làm sai hay người ta cố tình cháo người. Từ đó mới xem xét được rõ ràng, xem trách nhiệm của bệnh viện trong vụ việc này tới đâu và hướng xử lý ra sao. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc này, bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, trưởng đơn vị hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện, nơi xảy ra sự việc đã cho biết, cặp vợ chồng ở Bắc Ninh có hai phôi lưu trữ tại bệnh viện. Vào tháng 9 năm 2018, người vợ đã sử dụng một phôi và sinh ra đứa con, một phôi còn lại vẫn để chữ đông. Cho đến tháng 4 năm 2019, người vợ nhận được điện thoại từ bệnh viện hỏi thăm sức khỏe thai nhi từ phôi thai thứ hai nên bất ngờ và không chuyển phôi do không có ý định sinh thêm và con sinh trước đó thì mới hơn 7 tháng. Khi trao đổi với bệnh viện, người vợ mới biết phôi đã được chuyển ngày 2 tháng 4 năm 2019. Vâng, và về trách nhiệm của bệnh viện trong sự việc này, bác sĩ Nhã cũng thừa nhận bệnh viện cũng có trách nhiệm là không nhận diện được bệnh nhân. Trong thời gian tới, để tránh sự việc tương tự xảy ra như trên, bệnh viện sẽ triển khai xây dựng hệ thống nhận diện bệnh nhân bằng mống mắt, vân tay, chứ không thể nhìn đối chiếu qua chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn như hiện nay.